Kính mời quý vị và các bạn cùng nghe phần sau và hết của bài Phúc Thành Thần của tướng Lê Văn Hưng, tác giả Nguyễn Đạt Thịnh. Sau đó, tôi nằm xuống và tạm quên được mọi việc và chìm trong giấc ngủ. Lúc tôi trở giấc, trời vẫn còn tối. Lòng tôi lại nặng trĩu khi đối diện với thực tại. Tôi bước ra sau về phòng mình. Gấp rút lo việc cá nhân khi thấy đồng hồ đã chỉ gần 5 giờ sáng. Tôi trở lên lầu gặp Thiếu tá Thuyên, Phụ tá trưởng phòng Tổng quản trị quân đoàn. Đang đứng cạnh giường chuẩn tướng, thúc thích khóc. Anh vừa mới đến. Như vậy, tin về chuẩn tướng trong đêm đã lan truyền ra ngoài. Sự tao ngộ cũng thật dội dàng, ngắn ngủi anh rời dinh liền sau đó, lúc trời vẫn còn mờ tối. Đó là vị sĩ quan duy nhất của bộ tư lệnh quân đoàn đã đến nghiêng chào trước thi hài chuẩn tướng. Tôi bàn định cùng bà tướng lo thu xếp những gì cần thiết mang đi để phòng trước nếu bị buộc phải rời dinh. Thầm tâm tôi nghĩ đến người bạn chí thân hồi cùng ở bộ chỉ huy trung đoàn 31 Trung Quý Nguyễn Vĩnh Thành. Mấy năm nay Thành đã thuyên chuyển về sở hành chánh và tài chánh số 5 và cùng gia đình đang ở Cần Thơ. Nhờ vậy chúng tôi vẫn thường xuyên gặp nhau. Hiện tại chắc chắn tôi phải nhờ Thành rất nhiều. Trong lúc chờ trời sáng, tôi bàn với thiếu tá Phương là anh đảm trách phần việc tại dinh còn tôi ra ngoài tìm Thành và đi mua quan tài. Lúc tôi tiến đến cổng chuẩn bị ra ngoài, tôi sững sờ khi thấy thái độ của mọi người. Trong ánh mắt của họ, tôi đọc được nỗi quan mang, nghi ngại. Họ đánh giá tôi một ra khỏi đây là không bao giờ trở lại. Lúc đó gia đình chuẩn tướng còn ở trên lầu tôi mở hé cánh cổng vừa đủ để đi qua mắt tôi nhìn thấy đại tá c một trong những phụ tá của tư lệnh phó đang đứng nơi công viên hòa bình nhìn về phía cổng ra vào khi thấy tôi đã kịp nhận ra ông đại tá lật đật rảo bước may mà tôi chưa kịp gọi ông tôi vòng bên trái dinh theo đường tắt rảo bộ đến nhà thành Tôi bỗng mừng rỡ khi thấy Đại tá Vinh đang hàng nguyên cùng ba bốn người tại trước cổng bộ tư lệnh đặc dịp bốn của ông. Chức vụ cùng danh xưng có tính cách điều hành nội bộ của bộ tư lệnh quân đoàn 4 do tư lệnh đề ra, phần lớn nhằm giải quyết số sĩ quan cao cấp, ối động tại bộ tư lệnh. Tôi thầm ngợi khen ông Trông vẫn tỉnh táo và trẻ trung, trong bộ áo quần thường dân. Trong buổi sáng hôm nay, không hẹn mà tất cả chúng tôi đều mặc thường phục, hòa nhập vào lớp thường dân. Gặp được đại tá, tôi đặt thẳng vấn đề, chuẩn tướng đã chết và bà tướng muốn chôn ông đúng theo lễ nghi quân cách. Xin đại tá với tư cách một sĩ quan cao cấp đến gặp họ tức là cộng sản, để nói giúp. Tôi tưởng đã giải quyết được một gánh nặng to lớn khi Đại tá Vinh đoàn quyết đó là trách nhiệm của ông trong lúc này. Đến nhà cha mẹ vợ Trung Quý Thành, tôi thật sự cảm động khi thấy mọi người trong gia đình đều ùa ra đón tôi. Tất cả đã biết tin chuẩn tướng tuẩn tiết nên rất lo cho số phận của tôi. Tôi kể sơ cho mọi người biết chuẩn tướng chết như thế nào, trước đó ông dặn dò điều gì. Và tôi đang rất cần được giúp đỡ để thực hiện lời quỷ thác của người chết. May mắn là nhà thành có khoảng sân khá rộng. Tôi xin được gửi chiếc phân con đen và chiếc riếp sơn màu xanh với số ẩn tế dân sự. Chuyện gia đình Thành chấp nhận giữ hai chiếc xe giúp tôi giữa lúc đen tối này là một hành động can đảm như chấp nhận một bản án nếu có người tố giác mà lúc đó thiếu gì bọn 30 tháng 4. Tôi biết như vậy nhưng trong cơn nguy cấp tôi không có cách nào khác hơn đành phải nhờ Thành. Rất may là những ngày sau đó khi chúng tôi đã rời Cần Thơ, biết tin gia đình Thành vẫn yên ổn, viết lại những dòng này, tôi luôn ghi nhớ tấm lòng của cả hai bên gia đình Trung Quý Thành đối với gia đình Chuẩn Tướng. Tôi cùng Thành lên chiếc Vespa của anh đi đặt mua chiếc quan tài rồi trở lại sở của anh. Do ý của Thành, tôi tìm gặp trung tá Bia phụ tá chánh sở hành chánh và tài chánh số 5, để nhờ ông chỉ dẫn và giúp lo việc tẩn liệm chuẩn tướng. Ông đang thay đại tá chánh sở hiện vắng mặt, chờ đợi người của Cộng sản đến để bàn giao. Trung tá hứa là ông sẽ đến liền sau khi xong việc ở đây và căn dặn tôi chuẩn bị những thứ gì cho việc tẩn liệm. Tôi cùng Thành hướng xe về phía chợ. Khác với ngày 30 tháng 4, buổi sáng hôm nay, 1 tháng 5, thị xã Cần Thơ thật ồn ào, rộn rịp. Gần như mọi nhà đều có người đổ xô ra đường, có nhiều con lộ bị nghẹt cứng. Dân chúng đi bộ tràn ra cả lòng đường. Chúng tôi phải xuống xe, dẫn bộ, len lỏi tìm lối vượt qua. Tôi chợt nhìn thấy Trung Quý Diệt, tùy viên Tư Lệnh đang đứng trong sân nhà của Trung Quý Minh, sĩ quan quân sự bộ Tư Lệnh. Tôi lật đật kéo thành tấp vào, gặp Diệt, tôi hỏi ngay tình trạng của thiếu tướng Tư Lệnh. Buổi sáng, trước khi rời dinh, một hạ sĩ quan văn phòng đã đến trao cho tôi tờ giấy ghi tên họ của tôi đã đăng ký trình diện và cho tôi biết tin thiếu tướng Nam cũng đã tự sát. Tôi hỏi lại và được Trung Quý Diệt xác nhận điều đó. Anh còn cho biết thêm, xe cứu cấp quân y diện Phan Thanh Giảng do anh và Trung Quý Danh gọi đã đến và mang tư lệnh về quân y diện trong tình trạng hấp hối. Việc kể lúc đó khoảng 5 giờ sáng, thiếu tướng đang ở dưới hầm Ông bảo hai tùy viên lên nhà Rồi dùng côn tự sát Khi ông còn lại một mình Tôi không tiện hỏi han thêm Vì còn quá nhiều việc để làm Xe chúng tôi chạy ngang qua nhà Thiếu tá Quờ Trưởng phòng 1 sư đoàn 24 Tôi nhìn thấy Thiếu tá ngồi sau một cái bàn Đặt ở ngoài sân Đàn hí hoáy ghi Một số người đứng dây quanh bàn ông Tôi dỗ dai thành, bảo chạy chậm lại để kịp đọc được dòng chữ ghi trên tấm bảng đặt sát bàn viết. Nơi đăng ký trình diện ngụy quân. Tôi ngờ ngợ nghĩ, như vậy là thiếu tá quờ là người do Cộng sản cài đặt vào quân đoàn ư? Hay ông nhạy cảm, muốn lập thành tích để được là người cách mạng 30 tháng 4? Ra đến khu chợ, Tôi ghi nhận một điều là hầu hết các tiệm ăn đều chật cứng thực khách. Lúc đó tôi bỗng thấy đói và nhớ ra từ đêm qua tôi chưa có thứ gì vào bụng. Tôi cùng Thành tìm chỗ ngồi để ăn sáng. Tiếng cười nói trao đổi giữa thực khách gian lên ỏm tỏi. Có hai người khách ngồi cùng bàn với chúng tôi, nói với nhau Ăn cho đã! ngày mai biết có còn xài tiền được nữa không? Tôi để Thành ngồi tại quán, một mình đi sâu vào chợ. Mắt tôi choáng ngợp với toàn màu đỏ. Cờ cộng sản cùng những cây dãy đỏ bán khắp nơi. Dân chúng nơi đây quả đã sớm hội nhập với hoàn cảnh mới. Tôi mua các thứ, trà, nhang, đèn cầy, giải liệm, rồi trở ra, cùng thành phóng nhanh về dinh quan tài đã được đem đến và được đặt trên hai giá gỗ chính giữa nhà tôi hơi phập phồng khi thấy có hai cán binh cộng sản miền nam đang trên giọng gác họ không đã động gì tới bên trong dinh hình như họ được lệnh chỉ ở đó mà thôi có lẽ thấy yên tâm phần nào bà tướng nói với tôi và thiếu tá phương ý bà dự định hoàn lại ba ngày. Tôi thấy cổ áo quan cũng khiêm tốn, nên bàn với Thành đến quân y Phan Thanh Giảng tìm xin bộ ni lông. Tôi muốn nhân dịp này để biết đích xác tình trạng của thiếu tướng tư lệnh. Xe chúng tôi tới cổng quân y Phan Thanh Giảng, lát đác còn vài thương binh đang khập khẩn cùng thân nhân hối hả ra cổng. Khi vào sâu bên trong, tôi nhận ra nơi đây im liềm, trống vắng. Y sĩ, nhân viên lẫn thương bệnh binh đều đã rời diện từ bao giờ rồi. Một ít thương binh tôi còn gặp, có lẽ vì thân nhân ở xa mới vừa đến để đón họ. Duy nhất chỉ một người đàn ông trạc tuổi tôi còn đứng trong sân cạnh chiếc xe gắn máy của anh tôi thầm mong gặp được nhân vật có vai trò đúng như trung tá bia tôi liền đến gần và đánh bạo bộc bạch cùng anh việc tôi đến đây rất may tôi gặp đúng người anh trao cho tôi bộ ni lông giấu nơi yên xe kèm theo lời nói thật may quá chỉ còn một bộ duy nhất từ sáng tới giờ phát hết rồi tôi hỏi thêm thiếu tướng nam nằm ở đâu anh chỉ phòng lựa thương cách đó chừng ba chục mét và dặn dò tôi coi chừng đã có chúng nó tôi cẩn thận nhìn quanh một lượt khi thấy chỉ có ba chúng tôi tôi cảm ơn anh rồi bảo thành chạy xe đến đậu sát bậc thềm căn phòng rồi ngồi trên xe chờ tôi tôi vừa bước vào cửa phòng là thấy ngay một thi thể được phủ kín bằng tấm ráp trắng. Chỉ ló ra ngoài hai chân vẫn còn mang đôi giày da quân đội. Thì hài nằm trên chiếc băng ca đặt trên hai giá sắt cao gần một mét. Một chiếc bàn nhỏ đặt trước đầu băng ca. Trên có một lon nhôm đựng cát dùng thay bát hương. Một hộp quẹt diêm và một thẻ nhang nhỏ đã bốc ra. Trong phòng lửa thương vắng ngắt, Tôi đoán chắc đây là thi thể của thiếu tướng Tư Lệnh. Tôi bùi ngồi một kích nỗi cô độc của ông. Tôi bước tới, đưa tay kéo nhẹ tấm phủ trên đầu thi thể để được nhìn thấy gương mặt thiếu tướng hiền từ như người đang ngủ. Một vết đạn khoét từ thái dương trái, trổ một đường kính cỡ trái chanh nơi thái dương phải. Dịch máu đã thẫm đen, chạy dài từ đó xuống gò má, đến cổ và động lại trên bâu áo phải, làm lêm lấm hai ngôi sao theo màu đen. Bộ quân phục chiến đấu dẫn trên người thiếu tướng đến giây phút cuối cùng. Tôi đốt một nén nhang, cắm vào lon cát, đã có ba chân nhang của ai đó đã đến đây trước tôi. Tôi kéo tấm vải phủ lại như cũ, rồi lặng lẽ rời quân y viện với nỗi lòng thật nặng nề mệt mỏi như người bệnh giờ phút cấp bách này tôi không thể làm gì hơn được cho vị tướng tư lệnh kính quý nhưng tôi hy vọng quý vị quân nhân y sĩ của quân y viện sẽ không bỏ mặt thiếu tướng tôi trở về dinh để chờ đón trung tá bia hai mươi phút sau trung tá đến sau lớp giải liệm là đến chiếc túi ni lông ôm chặt thi thể chuẩn tướng chúng tôi đưa thi hài xuống nhà dưới trung tá bia bảo tôi nâng phần đầu lễ tận luyện đơn sơ nhanh chóng do trung tá bia chỉ dẫn thực hiện tôi đứng ở đầu quan tài lặng nhìn trung tá bia điều khiển mấy người lính trong dinh làm động tác cuối từ từ đậy nắp áo quan bỗng có tiếng la lớn quất nghẹn trời ơi ông thầy ơi rồi bóng một người lao đến bên quan tài anh xúc động gần như quỷ xuống tôi nhận ra đó là thiếu tá lành tiểu đoàn trưởng ba trên ba mươi ba tiểu đoàn của anh sáng nay cũng đã tuân lệnh giải giáp giao vũ khí cởi bỏ quân phục tại chỗ rồi từ trong dùng hành quân lội bộ ra lộ. Mạnh ai nấy tự tìm phương tiện để về nhà. Thiếu tá lành được tin cái chết của tướng Hưng nên tìm đến tư dinh. Anh xuất thân từ trường thiếu sinh quân, sau khi rời quân trường về tiểu đoàn 2 trên 31 cuối năm 1968. Do đã từng phục vụ dưới quyền chỉ huy của Trung tá Lê Văn Hưng, thuở đó là trung đoàn trưởng 31, nên anh vẫn nhớ và kính quý vị thầy của mình. Đúng lúc đó, Trung Quý Phúc xuất hiện. Anh cùng vợ con đáp xe đò từ Sài Gòn xuống tới. Mọi việc xong xuôi, Trung ta bia từ giả chúng tôi để về nhà gặp gia đình. Từ hôm qua, 30 tháng 4, tên ông vẫn còn nằm trong sổ cấm quân ban hành từ hơn một tuần nay của bộ tư lệnh quân đoàn một người lính dạo nói nhỏ cho tôi biết một nguồn tin rất bất lợi cho chúng tôi do vậy tôi phúc và thiếu tá phương thuyết phục bà tướng nên an táng ngay cho ông và rời dinh càng sớm càng tốt chúng tôi phân chia công việc cho nhau phúc cùng vài nhân viên đến khu nhà ở cái răng lo đào quyệt phần tôi lo xe tang thành đưa tôi đến hội mai táng từ thiện của hiệp hội xe đò cần thơ rất may cho chúng tôi là người đại diện cho hiệp hội chấp thuận dù biết đó là đám tang của một vị tướng ông cho biết là phải lo cho đám tang khác lúc 15 giờ vậy chúng tôi cần phải chuẩn bị sẵn sàng lúc xe tăng đến là phải di chuyển liền. Từ lúc đó cho đến khi xe tan xuất hiện, chúng tôi thu xếp mọi thứ, đem theo để khi rời dinh sẽ không trở lại nữa. Riêng phần gia đình chủng tướng, buổi sáng sớm sau khi gặp Thành, tôi đã trở về hướng dẫn xe phân con đen và xe jeep dân sự đến gửi bên nhà Thành rồi, với số hành lý chứa trong cấp sau xe giờ phút trôi qua chậm chạp với nỗi lo lắng chờ đợi của tôi. Từ 16 giờ tôi bắt đầu sốt ruột, bức rứt không yên. Mảng nắng chiều vàng giọt còn cố níu lại trên đỉnh tàn sao cao ngất. Đúng lúc tôi đang còn bối rối với chút mong manh hy vọng. Bỗng có tiếng ồn ào, rồi cánh cửa cổng mở toang Chiếc xe tang đen ngòm đưa phần đuôi trường vào sân các nhân viên trên xe nhanh nhẩu nhảy xuống chạy vào nhà đã chuẩn bị sẵn chúng tôi cùng họ đưa quan tài lên xe năm phút sau tất cả chúng tôi đã bắt đầu rời dinh anh phương phúc và tôi cùng gia đình bà tướng ngồi trên xe tang thành và những nhân viên khác dùng phương tiện riêng chạy theo sau xe tang lúc xe rời cổng lớn một đoạn tôi nhìn lại thấy có nhiều người chạy ùa vào dinh vĩnh biệt tất cả vĩnh biệt cả con chó bẹt rê chúng tôi đau lòng phải bỏ nó lại xe quẹo ra đại lộ hòa bình để hướng về cái răng tại quyệt mộ một cậu bé trạc độ tuổi mười bốn nhưng đôi tay thật thông thạo, nhịp nhàng, dây miệng hô khẩu lệnh, điều khiển lên xuống đòn tay, rút dây khéo léo, đưa êm thấm quan tài đến đáy quyệt. Họ nhanh chóng phụ giúp chúng tôi, lấp đất và đắp dung lên thành hình ngôi mộ. Chúng tôi ngậm ngùi, chào từ biệt chuẩn tướng, để lại một mình ông đơn độc như cố thiếu tướng Nam mà tôi đã gặp vào buổi sáng. Chúng tôi về đến Cần Thơ thì trời đã tối. Bà tướng và gia đình cùng thiếu tá Phương, Trung Quý Phúc đến nương náo tại một ngôi chùa. Sau này, chính các vị sư ở đây đã giúp xây mộ cho chuẩn tướng. Tôi về nhà thành để trông coi hai chiếc xe. Chúng tôi hẹn gặp nhau vào lúc 8 giờ sáng ngày mai, 2 tháng 5, để về Sài Gòn. Tôi khẩn khoản yêu cầu thượng sĩ nhất Triệu, tài xế xe phân con đen cố gắng giúp đưa gia đình bà tướng về đến Sài Gòn một lần này nữa thôi. Buổi tối, tôi mở tất cả vali trong cấp xe ra, kiểm soát lại, đem thiêu quỷ tất cả hình ảnh, binh bị của chuẩn tướng. Ban chiều, tôi đã trình bày cùng bà tướng là không nên giữ lại những gì sẽ có hại cho gia đình bà trên đường về không biết bắt trắc ra sao. Hơn 10 giờ đêm, tôi vào giường, thao thức không ngủ được. Tôi lo nghĩ đến chuyện di chuyển ngày mai. Nếu vì bất cứ lý do gì người tài xế vắng mặt, thì tôi phải đảm trách phần việc khó khăn này của anh. Tôi chỉ từng lái xe Jeep mà chưa từng lái chiếc xe tương đối cồng kềnh này. Khó khăn nhất là lúc lên xuống phà, chiếc xếp giao cho thiếu tá Phương, Trung Quý Phúc và gia đình. Buổi sáng ngày 2 tháng 5, tôi vô cùng mừng rỡ và cảm động khi thấy Thượng sĩ Triệu xuất hiện. Không chỉ riêng chúng tôi mà người hạ sĩ quan già này trong thời gian chờ giấy xuất ngủ vẫn tận tụy với chuẩn tướng đến giờ phút hiểm nguy nhất. Đêm qua khi về đến nhà thành Trung sĩ sao, cận vệ của chuẩn tướng mới bình rịnh từ giả tôi ra bến xe để về với gia đình chắc chắn đang rất trông chờ anh. Không biết có còn dịp gặp lại nhau nữa hay không? Tôi nghẹn ngào chia tay người bạn tâm đầu ý hợp và gia đình Trung Quý Thành rồi lên xe đến điểm hẹn. Xe tôi đi đầu, xe phúc theo sau, bắt đầu xuống phà Cần Thơ trực chỉ Sài Gòn. Chúng tôi cùng chung tâm trạng, mong nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Qua bên kia bờ, mới đi được vài cây số, xe tôi gặp một toán cộng quân miền Nam, đứng rải trên đường, chận lại xét hỏi. Nhờ vậy, xe phút thoát qua lọt. Một nữ cán binh có vẻ là trưởng toán, cổ hoàng khăn rằng, biểu tượng cán binh miền Nam dài mang chiếc radio nhỏ đang phát gian rền một bài ca giọng cổ. Cô ta đến bảo tôi mở cửa xe. Thấy chiếc gia ly, họ lôi xuống bảo mở ra xem. Trong đó chỉ toàn là quần áo. Tôi mừng thầm là họ không khám phá ra chỗ cướp xe. Đến lượt cái bóp tay của bà tướng, trong đó có một sấp tiền độ một trăm ngàn tôi choáng váng thấy cô ta lôi ra một xấp hình cô ta chú một từng tấm hình một toàn là hình ảnh của chuẩn tướng mặc quân phục tại chiến trường có tấm chụp chung với cố vấn hoa kỳ nữa không kịp trấn tĩnh tôi trả lời họ đây là vị tướng đã chết rồi thế là họ ra lệnh bắt giữ bà tướng và tôi cùng những tang vật đó trong lúc rộn ràng Tôi lấy cớ đến đóng cửa xe rồi ra dấu bảo tài xế rồ máy chạy đi. Mặt bà tướng và tôi tự lo liệu sao. Tôi hy vọng khi không thấy xe tôi, Phúc sẽ dừng xe lại chờ. Chúng tôi bị đưa về bộ chỉ huy quận Bình Minh, hiện do cộng quân chiếm giữ, cùng chung số phận bị bắt, còn có đôi nam nữ tuổi trạc 20, 25 với lý do khá ngộ nghĩnh. Họ mang theo người số tiền gần 40 ngàn mà không có đăng ký. Tại Bộ Chỉ huy quận, nữ cán binh áp giải chúng tôi đứng ra tố giác tội trạng chúng tôi trước hơn chục dân chúng hiếu kỳ. Tính tình vốn chất phát của người miền Nam, họ chưa quen hình thức đấu tố này nên chỉ trố mắt đứng nghe. Thào thào đã mồm rồi, cô ta giao cả bốn chúng tôi cho một ông già nói là cô cần đi dùng cơm trưa trong phòng bây giờ chỉ còn lại một nhân viên này tôi thầm khấn nguyện dòng linh chuẩn tướng độ trì cho chúng tôi sớm được rời khỏi nơi đây một lát sau bỗng dưng ông già trong giữa chúng tôi đem trao trả mọi thứ và cho chúng tôi đi có lẽ ông ta không phải là cộng sản chính cống chúng tôi lập tức lên xe thồ ra quốc lộ đón xe đò hướng về phía vĩnh long ngồi yên trên xe đò rồi chúng tôi lần dò kiểm lại các thứ mặc dù số tiền rơi đi nhưng tôi vẫn hoàn lại đôi nam nữ số tiền mà họ đã bị mất trắng trước đó tôi đã thầm ước nguyện có mất tiền cũng được miễn sao được tự do thì thôi trên chuyến xe đò ọp ẹp chật nít người nhưng ai nấy đều biểu lộ nỗi rạng rỡ sung sướng họ cùng nhau phát biểu ca tụng cảnh hòa bình hôm nay tha hồ đi suốt từ nam chí bắc thậm chí có người còn không tiếc lời chê bai nguyền rủa đội quân trước đây đã từng bảo vệ họ tôi lơ đãng nhìn qua cửa hông xe ngắm cảnh đồng ruộng bên ngoài nhưng những âm điệu trong xe vẫn nhức nhối lọt vào tai. Cảnh vật dút qua như dòng đời trôi chảy. Tôi nghĩ ngợi mông lung đến một ngày không xa. Nghĩa Phần viết thêm Sau này tôi có được bà chuẩn tướng Lê Văn Hưng liên lạc và cho tôi biết chuẩn tướng có để lại cho tôi một bức thư Tôi trình bày với bà là tôi không dám nhận vì biết nội dung bức thư trăng trối là một lời quỷ thác mà tôi không có khả năng thực hiện. Tôi biết tướng Hưng bảo tôi mưu cầu phục quốc nhưng tài hèn, sức mọn tôi không làm được. Nguyễn Đạt Thịnh Bài Phúc Thành Thần của tướng Lê Văn Hưng tới đây là hết. Xin cảm ơn tác giả cũng như quý vị và các bạn đã cùng vào nghe.